Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 3, Toán Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, Bị cáo Trần Thị Hiền sinh năm 1975, là mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên, bị sát hại dịp Tết 2019 gây chấn động dư luận. Trong vụ án này, còn có bị cáo Vì Thị Thu, sinh năm 1982, là vợ Vì Văn Toán, một trong các hung thủ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Sau phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo đều kháng cáo kêu oan. Vào các ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm sau khi xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa do đó tòa phúc thẩm quyết định hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo trần thị hiền để điều tra xét xử lại bị cáo vì thị thu cũng kháng cáo cơ oan tuy nhiên tòa phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận nên quyết định bác kháng cáo đồng thời giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm đối với bị cáo này Tuy nhiên, sau đó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ra kháng nghị, đề nghị xét xử giám đốc thẩm vụ án vì cho rằng không có căn cứ để hủy phần trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Trần Thị Hiền. Tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Trước đó, cuối tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã xử phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù vì thị thu tù chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án các đối tượng sát hại nữ sinh giao gà là vì văn toán Trần Thu, Bùi Văn Công đều nhận án tù chung thân. Lượng Văn Hùng bị tuyên 20 năm tù, ngoài bị cáo Hiền, bị cáo Thu kháng cáo kêu oan, ba người còn lại không kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Trần Thị Hiền kêu oan, nói nhắm toán, công đã bắt giữ sát hại con gái của bà, đồng thời vu khống bị cáo này mua bán ma túy. Tương tự, bị cáo vì thị thu kêu an vì cho rằng bị ép cung nên nhận tội trong giai đoạn điều tra. Theo nội dung vụ án năm 2017, vì thị thu mua hai bánh heroin giá 90 triệu đồng một bánh, về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng một bánh. Công và Lường Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh, nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Liên quan vụ án con gái bị cáo Trần Thị Hiền bị sát hại, cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền nên nhóm Vị Văn Toán, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ nữ sinh để ép trả tiền. Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2019, 30 Tết nguyên đáng, Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, bờ mua gà để lừa nữ sinh chở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh rồi được chở về nhà Công. Sau đó, từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2019, nhóm công khống chế hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ công là Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo. Vừa qua, ông Nguyễn Sĩ Nam, tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan Nghệ An cho biết, anh Phạm Hải Bình, công chức công tác tại tri cục đã có báo cáo ban đầu về vụ việc dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông ở thành phố Vinh vào sáng hôm ngày 13 tháng 3 theo đó bước đầu anh bình cho biết trên đường tới cơ quan xảy ra va chạm giao thông do bị chậm giờ sẽ bị phê bình nên khi xảy ra va chạm anh đã không giữ được bình tĩnh và có hành động thiếu kiểm chế sau khi xảy ra sự việc anh bình đã nhận ra sai lầm do hành vi bột phát của mình anh bình cũng đã xin lỗi gia đình và người bị hại đồng thời mong muốn đơn vị tạo điều kiện để được sửa chữa khắc phục khuyết điểm của mình ngoài ra anh bình cũng thành thật xin lỗi cộng đồng mạng và mong được tha thứ trước hành động bột phát của cá nhân Va chạm giao thông trên đường là những tình huống không may nhưng diễn ra khá phổ biến hiện nay. Với những vụ va chạm nhỏ, thay vì người đi đường có thể xử lý một cách nhẹ nhàng trao đổi, thương lượng một cách ổn thỏa thì sự việc lại bị đẩy lên tới mức đỉnh điểm. Đã có những trường hợp mang thương tật, thiệt hại về tài sản không phải vì tai nạn mà do ẩu đả sau va chạm luật sư trương văn tuấn văn phòng luật sư trạng sài gòn cho hay hành vi của người đàn ông này có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường các chi phí hợp lý cho người bị hư hỏng tài sản nếu có tùy theo tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi cũng theo luật sư trương văn tuấn rất nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường có trường hợp cho rằng việc lái xe căng thẳng mệt mỏi nên rất bất bình khi chứng kiến nhiều người đi lại lưu thông hỗn loạn, bất chấp các quy tắc giao thông, từ đó họ không đủ bình tĩnh để kiểm soát cảm xúc bản thân, đã có những lời nói hành động thiếu văn hóa gây ra mâu thuẫn gay gắt. Ở khía cạnh khác, việc thiếu hiểu biết về pháp luật cũng chính là một trong những nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng một bộ phận người dân tham gia giao thông tự cho mình quyền phán xét, đe nẹt người khác mà quên đi những hệ lụy pháp lý có thể sẽ phải đối mặt bởi chính hành vi của mình trước thực trạng trên để góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh luật sư trương văn tuấn khuyên trước hết người tham gia giao thông cần có ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cẩn trọng để không xảy ra những tình huống va chạm trường hợp xảy ra va chạm giao thông các bên nên bình tĩnh nhẹ nhàng giải quyết với những vụ va chạm không quá nghiêm trọng về người và tài sản các bên có thể xin lỗi thương lượng thỏa thuận bồi thường để nhanh chóng giải quyết đồng thời giúp tránh ủn tắc giao thông đặc biệt là các bên tránh dùng những lời lẽ xúc phạm nhau Trường hợp một trong các bên có dấu hiệu không kiểm chế được cảm xúc, có ý định xâm phạm tài sản, sức khỏe tính mạng hoặc vụ việc nghiêm trọng phức tạp thì cần giữ nguyên hiện trường và báo cáo với cơ quan công an để can thiệp kịp thời. Mới đây, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể gây ra vụ cháy hơn 200 xe máy tại bãi tạm giữ xe máy công an huyện Tánh Linh Bình Thuận. Theo đại tá Liêm, cơ quan chức năng sẽ thành lập hội đồng giám định, giá trị thiệt hại tài sản dựa vào giấy tờ xe, biên bản vi phạm, hội đồng giám định đánh giá lại giá trị chính xác của từng loại xe của người dân theo đúng quy định pháp luật. Ông Liêm nói, trước mắt pháp nhân bồi thường thiệt hại của người dân là công an huyện Tánh Linh, còn hướng xử lý tiếp theo của cá nhân tập thể liên quan sẽ được cơ quan chức năng điều tra, kết luận Người dân có thiệt hại về xe máy bị tạm giữ sẽ được Công an huyện Tánh Linh hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật để làm hồ sơ nhận đền bù. Như thông tin đã đưa, vừa qua Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố nguyên nhân vụ việc 232 chiếc xe máy tăng vật tại trụ sở Công an huyện Tánh Linh bị thiêu dụi. Vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn của chiến sĩ công an nghĩa vụ. Theo đó, một chiến sĩ đang thực hiện quá trình hút xăng từ các xe máy tăng vật vi phạm trước khi đưa vào bãi cùng lúc một chiến sĩ khác đang ăn cơm chiều về, vô tình quăng tàn thuốc trúng vào nơi đang hút xăng, khiến ngọn lửa bùng phát. Vụ cháy đã được dập tắt sau 45 phút, tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân, giảng viên luật, thuộc đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào khoản 2, 3, điều 9, nghị định số 138 năm 2021 NDCP, thì người quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ, có trách nhiệm trực tiếp quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ tịch thu trường hợp tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ bị mất, bán trái quy định, đánh cháo, hư hỏng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ, tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện, giấy phép bị tạm giữ. Như vậy, đối với các xe bị cháy dẫn đến hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ, tịch thu, phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật con người quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ tịch thu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ tịch thu về việc quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện. Ngoài ra, trong trường hợp chủ xe có mua thêm bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm tự nguyện, thì chủ xe yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho mình. Sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho chủ xe, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền yêu cầu công an huyện Tánh Linh hoặc người có lỗi gây ra đám cháy, bồi hoàn cho mình khoản tiền đã bồi thường trước đó cho chủ xe. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh, 39 tuổi, trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, chiều 11 tháng 8 năm 2023, Thịnh đã xảy ra cự cãi với anh BMS do mâu thuẫn khi tập kim. Tại đây, bị cáo đã dùng cây xăm gạo mang theo trong người, thách thức đánh nhau với anh S. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng Tiếp nhận thông tin, công an phường 1 thành phố Bạc Liêu đã cử lực lượng xuống hiện trường, mời Thịnh về trụ sở làm việc. Khi công an đến, Thịnh không nhẫn không chấp hành mà còn thách thức chống đối rồi bỏ chạy. Cùng lúc này, Đại úy Huỳnh Tấn Khanh, công tác ở công an thành phố Bạc Liêu chứng kiến vụ việc nên hỗ trợ truy bắt. Sau một đoạn bỏ chạy bất ngờ, Thịnh lấy một đoạn kim loại nhọn là cây xăm gạo dài 20cm chống trả ba chiến sĩ công an truy đuổi. Thịnh đâm đại úy Khanh trọng thương, hai chiến sĩ còn lại bị đâm vào bàn tay gây thương tích. Ngay sau đó Thịnh đã bị công an bắt giữ cùng tan vật. Kết luận giám định cho thấy đại úy Khanh tổn thương cơ thể 24%, hai chiến sĩ còn lại thương tích 1%. Từ chứng cứ và lời khai, hội đồng xét xử tuyên Thịnh 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Được biết trước đó Thịnh từng chịu án 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đã được xóa án tích.